Bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thế giới xúc động, người Sri Lanka khóc nghẹn khi được người Việt Nam cứu sống trên biển. Chào mừng quý vị khán giả thân yêu của Tin Mới. Dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Từ xa xưa ông bà ta vốn đã có câu, thế ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Trải qua 4.000 năm chiều dài lịch sử, truyền thống tốt đẹp đó vẫn được chúng ta gìn giữ và phát huy, thậm chí nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ trong phạm vi hình chữ S mà còn vượt ra ngoài biên giới, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Minh chứng rõ ràng nhất là sự kiện vừa qua khi Việt Nam giang tay cứu giúp và viện trợ nhân đạo cho hơn 300 công nhân Sri Lanka gặp nạn trên biển. Quá trình này cũng không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta đã làm được và làm hết sức mình, may mắn cứu sống cũng như đảm bảo an toàn cho toàn bộ những người gặp nạn. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Tin Mới tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện đầy xúc động này nhé! Vừa qua, một chiếc tàu đánh cá số hiệu Lady D3 treo cổ Myanmar chở 303 công dân quốc tịch Sri Lanka nghi di cư từ Myanmar đến một nước khác. Khi tàu hành trình đến vị trí cách mũi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía đông nam thì gặp sự cố nước tràn vào buồng máy không khắc phục được. Lúc này, thời tiết ở khu vực rất xấu, gió giật cấp 6, cấp 7, sóng lớn, tính mạng của hơn 300 người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu nhờ cơ quan chức năng ứng cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu những tàu thuyền hoạt động trong khu vực lân cận hành trình tìm đến vị trí bị nạn để hỗ trợ. Các đơn vị liên quan tham gia xử lý vụ việc, phối hợp huy động phương tiện để tham gia cứu nạn. Đến chiều cùng ngày, Trung tâm phát hiện tàu Helios Leader của Nhật Bản đang hành trình tại khu vực lân cận nên yêu cầu tàu này chuyển hướng khẩn cấp đi cứu nạn tàu Lady R3. Khoảng 40 phút sau, tàu Helios Leader tiếp cận tàu Lady R3 khi đang thả trôi. Lúc này, nhiều người trên tàu đã hoảng loạn dồn hết về phía boong. Thuyền viên tàu Nhật Bản đã đón người bị nạn chăm sóc và sơ cứu ban đầu. Lúc này thì có thêm 5 tàu được cơ quan cứu nạn hàng hải của Việt Nam chúng ta huy động đến ứng cứu và hỗ trợ. 19 giờ cùng ngày, toàn bộ 303 công nhân Sri Lanka, trong đó có 19 người là nữ và 20 trẻ em trên tàu Lady R3 được đưa lên tàu Helios Leader an toàn. Dự kiến vào chiều cùng ngày, tàu cứu hộ đưa người bị nạn cập bến Vũng Tàu và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tới 20 giờ 10 phút, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 155 người quốc tịch Sri Lanka. Họ gặp nạn do tàu bị sự cố trên vùng biển Việt Nam vừa qua. Tàu cứu nạn SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu đã đưa 155 người quốc tịch Sri Lanka cập bờ đất liền an toàn tại khu vực cảng Vietropeso, thành phố Vũng Tàu và bàn giao theo quy định. Còn 150 người còn lại, tàu SAR-413 sẽ tiếp tục đón và đưa vào đất liền trong đêm. Tất cả những người gặp nạn được đón về 3 địa điểm, bao gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ để bố trí ăn ở tạm thời, chăm sóc sức khỏe cho các công dân trên trước khi bàn giao họ cho nước bạn. Những người bị nạn trước khi lên xe về địa điểm bố trí đều được thực hiện kiểm tra y tế, xét nghiệm phòng chống dịch và đảm bảo an toàn. Họ đều vô cùng xúc động. Bộ Ngoại giao đã thông báo tới Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội và đang phối hợp hết sức chặt chẽ với một số tổ chức quốc tế, các cơ quan liên quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết thêm, thời gian qua các lực lượng trên biển của Việt Nam ta đã nhiều lần cứu hộ, cứu nạn thành công các tàu nước ngoài gặp nạn trên các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán của Việt Nam. Được biết, cùng với khoảng thời gian cứu hơn 300 người nói trên, cũng trong đêm ngày hôm đó, hai thuyền viên người Philippines bị thương trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa cũng được tàu SAR-272 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 của chúng ta đưa vào đất liền cấp cứu. Hai thuyền viên bị nạn là Coret Jose Rose Somonte, 30 tuổi và Candelario Lizadi Bedok, 31 tuổi, cùng quốc tịch Philippines, đi trên tàu chở than Energy Hope, quốc tịch Panama. Chiều cùng ngày, khi tàu hàng đang hải trình từ Singapore đi Hàn Quốc, cách Nha Trang khoảng 78 hải lý,
thuyền viên Claret Jose Rose Samonte bị tai nạn lao động, chảy nhiều máu, chấn thương vùng đầu, nguy hiểm tới tính mạng. Thuyền viên Candelario Lizardi Bedoc bị bệnh lý, đi lại khó khăn. Chính bởi vậy, thuyền trưởng đã liên lạc và nhờ đất liền hỗ trợ. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã giữ liên lạc thường xuyên với tàu bị nạn để cập nhật tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu. Tàu SR-272 đang ứng trực ở Khánh Hòa cùng lực lượng y tế đã lên đường tiếp cận tàu hàng để cấp cứu các bệnh nhân. Đến gần 2 giờ cùng ngày, tàu SR-272 đã đưa hai thuyền viên nước ngoài cập bờ thành phố Nha Trang. Ngay lập tức, lực lượng y tế cũng nhanh chóng triển khai các công tác cấp cứu, đồng thời chuyển các bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Trên đây chỉ là hai ví dụ mới nhất về việc chúng ta luôn sẵn sàng ứng cứu và giúp đỡ bất cứ ai gặp nạn mà thôi. Đó là công tác đảm bảo an toàn trên biển. Còn trên đất liền, trong suốt 8 năm qua, Việt Nam cũng luôn là cái tên sáng, có đóng góp tích cực cho công cuộc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cho thấy Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2022, quân đội ta đã cử 512 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực EPA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ với Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đóng góp vào sự thành công trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 của Việt Nam với tỷ lệ phiếu bầu rất cao, 192/193 phiếu tán thành. Lực lượng quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại các phái bộ. Đáng chú ý, năm 2020, 4 sĩ quan của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra và được Liên Hợp Quốc tuyển dụng. Đối với hình thức cá nhân, năm 2014, từ 2 sĩ quan quân đội đầu tiên đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đến nay Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan hoạt động độc lập trên các cương vị sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, sĩ quan trang bị, sĩ quan phân tích thông tin tình báo, sĩ quan quân lương, quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực EPA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Đối với hình thức đơn vị, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan. Các bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chỉ huy phái bộ đánh giá cao, tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc tại địa bàn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Tháng 5 năm 2022, Việt Nam ta tiếp tục cử đội công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang phái bộ UNISFA tại khu vực EPA. Sau hơn 3 tháng triển khai, đội công binh Việt Nam đã nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Trong suốt 8 năm qua, Việt Nam đã cử tổng số 74 nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 8 sĩ quan nữ tham gia theo hình thức cá nhân và hoạt động độc lập, 45 nữ quân nhân trong đội hình bảo vệ dân chủ cấp 2. Còn đội công binh Việt Nam đã có 21 nữ quân nhân, trong khi các đội công binh của gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các nước khác không có nữ quân nhân tham gia. Quay trở lại với tình hình của hơn 300 công nhân Sri Lanka trong quá trình cứu nạn cứu hộ, đại diện Tổng lãnh sự quán Sri Lanka tại TP.HCM và các thành viên đoàn cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên tàu Helios Leader thông tin cho công dân Sri Lanka biết địa phương đã sắp xếp, bố trí nơi ăn ở an toàn và cử lực lượng ra tiếp nhận. Tuy nhiên, việc tiếp cận các công dân Sri Lanka đã diễn ra rất chậm và khó khăn do các công dân này không hợp tác, đa số đều không chịu lên tàu vì sợ phải trục xuất trở về nước. Phải đến 18 giờ khi được nói chuyện, giải thích, họ mới chịu lên tàu SR-413 để lực lượng cứu nạn của Việt Nam đưa vào bờ. Việc phải rời bỏ quê hương lênh đênh trên biển và đi tới các nơi khác, đối mặt với biết bao nguy hiểm và thậm chí là cả tính mạng của mình, vốn là điều chẳng ai muốn. Tuy nhiên, những người Sri Lanka đáng thương này bắt buộc phải chọn con đường đó do tình hình trong nước họ vô cùng bất ổn.
Theo dữ liệu CPI công bố, lạm phát ở Sri Lanka suốt nhiều tháng nay đã tăng lên 60,7% trong tháng 7, lập mốc mới trong 10 tháng liên tục, trong khi đồng rúp mất giá một nửa so với đô la Mỹ. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính cứ 6 hộ gia đình tại Sri Lanka thì 5 hộ phải mua thực phẩm kém chất lượng, ăn ít hơn, thậm chí là bỏ bữa. Khủng hoảng kéo dài khiến người dân phẫn nộ, hàng chục nghìn người xông vào dinh tổng thống hồi đầu tháng 7, buộc ông Gotabaya Rajapaksa phải chạy trốn sang Singapore và nộp đơn từ chức. Hy vọng rằng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc cứu sống và hỗ trợ nhân đạo, những con người khốn khổ trên có thể an toàn tìm được một cái hy vọng để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hy vọng rằng đất nước Sri Lanka sẽ sớm ổn định để người dân có thể yên tâm và gắn bó với quê hương của mình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!